Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình nhịp đập thị trường được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh Tài chính và Kinh doanh. Chương trình của chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin nổi bật về tài chính, chứng khoán và kinh doanh nhằm mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất về thị trường trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam thì cả 3 chỉ số chính S&P 500, Nasdaq, Dow Jones đều ghi nhận mức giảm đặc biệt là chỉ số Dow Jones giảm đến hơn 400 điểm sau báo cáo lạm phát nóng. Vậy Giang có thể chia sẻ thêm về ba chỉ số này được không? Mặc dù CPI tháng 1 đạt 6,4%, cao hơn dự đoán 6,2% của thị trường, tuy nhiên báo cáo dữ liệu doanh số bán lẻ đạt 3% tốt hơn mong đợi của thị trường. Vì vậy, nhìn chung, kết tuần, chứng khoán Mỹ vẫn cho thấy dấu hiệu tích cực. Dow Jones đạt 33.696 điểm, tăng 0,08%. Nasdaq đạt 11.855 điểm, tăng 1,12%. S&P 500 đạt 4.090 điểm, tăng 0,53%. Năm 2023 được dự báo là năm ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đưa ra những dự đoán khá tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy trong tuần vừa qua, các chỉ số chứng khoán Việt Nam diễn biến như nào? Sang có thể chia sẻ thêm không? Kết thúc tuần qua, chỉ số VN Index tăng 4,01 điểm, tương đương 0,38%. Chỉ số HNX Index tăng 1,45 điểm, tương đương 0,7% khối ngoại bán dòng với giá, với giá trị hơn 480 tỷ đồng trên hâu và hơn 62 tỷ đồng trên HNX trong tuần qua. Chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Kết thúc tuần ngày 17 tháng 2 năm 2023, chỉ số VN Index tăng 4,01 điểm, tương ứng tăng 0,38%. Kết phiên trong tuần ở mức 1.059,31 điểm, với 7 mã tăng trần, 6 mã giảm sàn, tổng 173 mã tăng, 221 mã giảm và 77 mã đứng giá với tổng giá trị giao dịch trung bình trên phiên là 6.216,41 tỷ Việt Nam đồng, giảm 7% so với tuần trước đó. Top 5 mã tác động tích cực gồm có HBG, TCB, VNM, ACB, HSG. Top 5 mã tác động tiêu cực gồm VHM, EIB, NVL, VBB, VIB. Những ngành tăng mạnh nhất trong tuần là kim loại và khai thác tăng 4,2% môi giới chứng khoán và hàng hóa tăng 5%, dệt may và phụ kiện tăng 5,9%, vật liệu xây dựng tăng 4,2%. Ngược lại, nhóm ngành tiêu cực nhất là dịch vụ vận tải hàng không giảm 9,1%, đường biển giảm 8,9%. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán dòng với tổng giá trị 2 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên cuối tuần. Tính cả tuần, khối ngoại bán dòng với giá trị hơn 480 tỷ đồng trên HOSE. Chỉ số HN Index kết thúc tuần ngày 17 tháng 2 năm 2023 ở mốc 209,95 điểm, tăng 1,45% tương ứng 0,7%. Ngược lại với HOSE, khối ngoại mua dòng hơn 62 tỷ đồng trên sàn HN Index trong tuần vừa qua. Giá vàng trong nước lao dốc cùng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp đa giảm về gần 67 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới trong tuần qua giảm 1,71% với giá giao ngay là 1839 đô la Mỹ một ounce ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 2023 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao tháng 3 năm 2023 đứng ở mức 77,81 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,68 đô la Mỹ trong phiên. Trong khi giá dầu Brent giao tháng 4 năm 2023 đứng ở mức 84,53 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,61 đô la Mỹ trong phiên. Giá dầu tiếp đà giảm mạnh chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ suy yếu trong bối cảnh các ngân hàng trung ương có kế hoạch thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. về phần tin tức trong nước, lãi suất huy động hạ nhiệt 1 đến 2% trên năm. Tại một diễn đàn cuối tuần qua, lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đã cho biết, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại đã thống nhất với nhau sẽ đồng thuận giảm thêm lãi suất tiết kiệm để từng bước giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường. Tính từ đầu năm cũng đã có một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay như Vietcombank giảm 0,5%, MB Bank giảm 1% một năm. Theo báo cáo của chứng khoán Bảo Việt, lãi suất huy động đã có dấu hiệu giảm nhiệt từ cuối tháng 1. Với áp lực hỗ trợ tỷ giá giảm bớt, chứng khoán bảo Việt cho rằng áp lực tăng lãi suất không còn trong năm 2023. Thay vào đó, chính sách tiền tệ năm nay nhiều khả năng sẽ chuyển sang hướng hỗ trợ cho tăng trưởng. Sáng nay ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Trong cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra. Kết quả của hội nghị là tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, không ai giải cứu cho ai. Thủ tướng cho biết sau hội nghị, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết phù hợp và chính phủ sẽ có đề án riêng về phát triển nhà ở, nhà ở công nhân, người thu nhập thấp. Intel cân nhắc đầu tư thêm 1 tỷ đô vào nhà máy Việt Nam. Số tiền tập đoàn công nghệ này có thể đầu tư rơi vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, báo hiệu vai trò càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu về chất bán dẫn khi các doanh nghiệp tìm cách giảm lệ thuộc vào Trung Quốc và Đài Loan giữa căng thẳng Mỹ Trung. Thủ tướng chính phủ đề nghị Intel tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, không chỉ mở rộng sản xuất mà đầu tư theo chiều sâu, phù hợp với chủ trương của chính phủ Việt Nam trong thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, đóng góp vào phát triển hạ tầng kinh tế số với nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Về phần tin tức quốc tế, chỉ số CPI tháng 1 của Mỹ công bố vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, tăng 0,5% so với tháng 12 và 6,5% so với cùng kỳ. Lạm phát tại Mỹ mạnh hơn dự báo, trong tháng 1 năm 2023, chỉ số CPI vốn theo dõi một số hàng hóa lẫn dịch vụ tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. So với trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí nhà ở đóng góp một nửa mức tăng CPI, bên cạnh đó là chi phí năng lượng tăng cao. Thông tin này được xem như gáo nước lạnh cho hy vọng về việc lạm phát tại Mỹ sớm hạ nhiệt và có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành động thái tăng lãi suất cứng rắn hơn trong cuộc họp sắp tới vào tháng 3. Doanh số bán lẻ Mỹ tăng 3% trong tháng 1 năm 2023, vượt xa 1,8% dự báo của thị trường. Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 1 tăng 3% so với tháng 12 năm 2022, theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Tư. Mức tăng này vượt xa dự báo 1,8% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra, và đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong gần 2 năm qua, kể từ tháng 3 năm 2021. Trong thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, doanh số ô tô tăng 6,4%, góp phần lớn nhất và thúc đẩy doanh số bán lẻ chung Doanh số tại các cửa hàng bách hóa cũng tăng mạnh ở mức 17,5%, trong khi doanh số của các nhà hàng và quán bar tăng 7,2%. Các nhà kinh tế cho rằng báo cáo doanh số bán lẻ tháng 1 có khả năng càng nhấn mạnh quyết tâm của Fed trong việc tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt nhu cầu khi nỗ lực kiềm chế lạm phát vẫn đang tiếp tục. Giá nhà tại Trung Quốc đã đi ngang trong tháng đầu năm 2023 sau chuỗi giảm kéo dài 16 tháng. Theo Bloomberg, giá nhà ở tại Trung Quốc đã chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 16 tháng và ổn định trong tháng 1. Đây là tín hiệu tốt đối với ngành công nghiệp bất động sản Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tăng cường các chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực này. Cụ thể theo dữ liệu được Cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố hôm 16 tháng 2, giá nhà mới tại 70 thành phố của Trung Quốc đã đi ngang trong tháng 1, sau khi lao dốc 0,25% vào tháng 12 năm 2022. Trên thị trường nhà cũ, giá nhà chỉ giảm 0,28%, thấp hơn mức 0,41% của tháng 12 năm ngoái. về phần các xu hướng trong tuần tới, thì thứ năm tuần sau, ngày 23 tháng 2, khu vực châu Âu sẽ công bố chỉ số lạm phát với mức trước đó là 9,2%. Dự báo của các chuyên gia lần này là sẽ chỉ tăng ở mức 8,5%. Thứ sáu tuần sau, ngày 23 tháng 2, Nhật Bản công bố chỉ số lạm phát tháng 1, dự báo tăng 4,1%, so với mức tăng trước đó là 4%. Sau khi công bố chỉ số CPI, Mỹ sẽ công bố chỉ số PCE vào cuối tuần sau. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp đập thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Topi mừng sinh nhật vui tuổi, đón dấu ấn đầu tiên. Rất nhiều quà tặng và ưu đãi bất ngờ đang chờ bạn khám phá. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2023. Chúc mừng Topi đã chính thức cán mốc 100.000 người dùng sau một năm hoạt động. Nhanh tay tải app để nhận quà ngay thôi. Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới. Trong chương trình MAI, học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Học viên sẽ được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng kiến thức theo chuẩn các quỹ đầu tư quốc tế. thank you